Có thể bạn chưa biết phần 11, cá voi xám sinh con và khoe với khách du lịch. Cá voi xám Thái Bình Dương không còn xa lạ đối với những người sử dụng dịch vụ quan sát cá voi ở bang California, Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, cảnh tượng một con cá voi xám mẹ dài hơn 10 mét sinh con và khoe với du khách là cảnh tượng chưa từng thấy từ trước tới nay. Một thuyền trưởng cho biết họ bắt gặp cá voi mẹ trong dòng nước biển nhuốm màu đỏ của máu. Ban đầu họ nghĩ có thể là cá voi xám bị động vật săn mồi tấn công. Nhưng khi cá voi con xuất hiện, nhiều người chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc và vui mừng. Họ chứng kiến sự gắn kết giữa hai mẹ con cá voi khi con non mới sinh bắt đầu sử dụng kỹ năng bơi lội của mình để nhẹ nhàng đút quanh cá voi mẹ. Mặc dù là trải nghiệm có 102, các chuyên gia nói rằng không có gì là lạ khi cá voi xám sinh con trong quá trình di cư từ Alaska đến Mexico. Thông thường, động vật biển có vú thích sinh sản khi đến nơi đầm phá ấm áp và được bảo vệ ở California, Mexico, nơi chúng có thể tìm thấy sự an toàn khỏi cá voi sát thủ và những kẻ săn mồi khác. Nước ấm cũng có lợi cho cá voi con chưa hình thành lớp mỡ dày để bảo vệ.